Sí. Bác đây. Đó. Đeo mặt. Đưa chờ đưa, đưa bà xem. Mất gì đầu gấu? Mất gì đầu gấu? Cười với em à? Cướp bình thạc không bình thạc. Đấy, bây giờ chị Xu ấy. Xu ra miên, Xu lại cầm à? Dạ. Không phải. Không phải chị. Chị kêu rồi à? Khoe à? Khoe à? Không. Khoe là có điện thoại. Alo. Alo, anh. Alo. Mất gì à? Để tí nữa. Được ấy rồi, được lạ rồi. Để tí nữa ăn, đúng ăn minh mì rồi, tí này không ăn cái gì. Lạ rồi khỏi cháy. Nguyên. Gọi ai đấy? Ma gì? Gọi ông ơi. Gọi chị My. Chị My. Chị Su. Sao được bà đeo? Được cái này bà đeo được. Cái này. Gọi cái gì? Đây mà gì? Mà gì đây? Hắn tưởng đeo đầu hắn. Đây mà gì? Hắn đây đây. Đầu. Nhát chết lắm, chả ăn thua. Đây các bạn đeo cho nha. Nhát chết. Đứng xuống đất đi thì bác sẽ là. Nhẹ xinh nghe. Đâu? Nhìn, nhìn bác Nguyên. Nhìn nào xinh nghe. Nhìn ông. Nhìn ông đi. À. Quách là quách quá. Nhìn ông này, gọi ông đi. Ông này. Ơi. Con này không ấy. Chị My à, chị Chu còn sợ nhỉ. Tắt đây. Dừng nước à. Mà gì? Bác Nguyên, bác Nguyên gọi kìa. Gì? Kìa cho kìa, bác Nguyên cho kìa. Bác Nguyên cho điện thoại kìa. Đó, cho điện thoại, cho điện thoại. Đây điện thoại. Lạ, mẹ nó cướp mày đó.